Chúng ta có thể cãi nhau một cách có văn hóa được không? Anh ơi, nghe làm chi? Anh ơi, nghe làm chi? Anh ơi, nghe làm chi? Lời người ta lắm mồm. Anh ơi, nghe làm chi? Anh ơi, nghe làm chi? Anh ơi, nghe làm chi? Lời người ta lắm mồm. Sau khi up cái vlog gần đây nhắc về chuyện chép tiếng Anh thì mình tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều với những bạn ủng hộ mình. Mình yêu các bạn lắm. Với những bạn không đồng tình với mình thì mình rất là trân trọng những cái bạn nêu lên quan điểm một cách lịch sự và tử tế và giúp cho mình có nhiều góc nhìn khác nhau về vấn đề. Nhưng mà khá là đông những cái người chê bai mình trên YouTube có một cái cách phản biện nó rất là buồn cười và bất hợp lý. Chính vì điều đấy, hôm nay mình làm vlog này để giúp các bạn có một khả năng tranh luận tốt hơn, để khi mà ra đường á, người ta không nhìn vào bạn và nói rằng vô học. Ok, thì sau đây là ba yếu tố mà mình nghĩ là rất là quan trọng trong bất cứ một cuộc tranh luận nào, và những cái bạn mình kêu bất hợp lý lúc nãy á đều vi phạm ít nhất một trong ba điều này. Nghe kia chưa khi nói. Các bạn à, các bạn đã bao giờ nghe câu nói uốn lưỡi 7 lần trước khi nói chưa? Đúng rồi đấy, khi mà các bạn phản biện người khác thì điều đầu tiên các bạn phải hiểu người ta nói cái gì đã. Không thể nào người khác nói bò xong rồi trả lời gà, không thể nào nói cô giáo Thảo xong hỏi ủa cô giáo Thảo dạy ở trường nào, xong rồi không thể nào nói xem phim heo xong rồi hỏi phim heo là phim khoa học hả? Không! Phần lớn các comment chê trên vlog mình rơi vào trường hợp này, kiểu như tại sao bạn lại phê bình tôi một thứ tôi không hề đề cập á. Ôi, tôi thấy Việt Nam mình dạo này loạn bố rồi. Nào là cái chết, nào là biểu tình, xong rồi còn chặn Facebook nữa chứ. À ông đừng lo, Sơn Tùng sắp làm tour xuyên Việt giới thiệu cái ống mới á. Ông không có mất tích đâu. À khoan ơi, tôi có đề cập gì tới MTB không? Ông bị làm sao vậy? Loạn là nổi loạn chính là chất riêng của Tùng. Chết nhằm ám chỉ việc Tùng lâu ngày không ra nhạc. Biểu tình là sự phản đối hung hãn của anti-fan. Và chặn Facebook là thuyết âm mưu của anti-fan nhằm ngăn chặn binh đoàn bầu trời. Nôm na là ông đang lo không biết Tùng Núi có bị quá nhiều áp lực và rời khỏi showbiz không, đúng không? Đừng có lo, Tùng Núi không chết dễ vậy đâu. Sky ơi, oh yeah, sắp Tùng ơi. Trời ơi là trời, làm ơn vận động não nhiều lên nha. Tôn trọng đối phương. Tôn trọng lẫn nhau là một điều bắt buộc phải có trong tất cả mọi hình thức giao tiếp. Sẽ không ai trên thế giới này nể bạn nếu như bạn khinh thường người khác cả, cho dù bạn có giỏi đâu đi chăng nữa. Mục đích của việc tranh luận không phải là đem hội đồng thẩm định ra giống như thi đồ vôi xong rồi kiểu xét đúng sai theo kiểu tôi chọn em, còn tôi chọn thằng Cảnh em. Không, ý nghĩa thực sự của việc tranh luận là để thuyết phục đối phương tôn trọng quan điểm của bạn. Chúng ta sinh ra rất là khác nhau nên bạn không thể nào bắt người khác thấy bạn đúng, nhưng mà bạn có thể thuyết phục họ để cho họ thấy rằng mọi vấn đề trong xã hội đều có rất là nhiều góc nhìn, và góc nhìn nào cũng đáng được ghi nhận. Đấy là khi bạn thành công trong giao tiếp đó. Và dĩ nhiên nếu muốn người ta tôn trọng mình thì đầu tiên tôn trọng người ta trước đi. Tất nhiên là làm điều này nó không có hề dễ, vì phần lớn thời gian bạn nghĩ thẳng trước mặt mình á, ngu vãi. Nhưng mà nhịn đi, vì một bầu trời tốt đẹp hơn. Say oh yeah. Cầm chửi xúc phạm. Đây là thứ mình ghét nhất của bọn dư luận viên trên mạng. Dĩ nhiên sẽ rất là bình thường nếu như bạn thêm từ bậy để làm cho câu phong phú hơn, như kiểu phải là ông ơi, tôi thấy ông nói cũng được, nhưng mà có cái vấn đề ABC XYZ gà bò heo nè, sửa đi nha. 2.V ngoài lệ chút nha. Cá nhân mình á, mình nghĩ VL là một từ biểu đạt cảm xúc rất là hay trong tiếng Việt. Thế nhưng nếu mà từ ngữ của bạn xúc phạm người khác á, ông ơi tôi đố ông nha, trứng có trước hay gà có trước? Thì đương nhiên là gà có trước rồi, không có gà sao đẻ trứng. Bây giờ không có trứng thì sao gà nở ra từ trứng, đúng không? Chứng tỏ là trứng có trước. Ông buồn cười thật á. Gà có trước không? Trứng gà, trứng gà, trứng gà, trứng mẹ cái. Ê, trứng có trước đúng không? Oh yeah, sắp Tùng ơi. Mình không biết các bạn sao nhưng mà với mình á, không cần biết bạn là ai, không cần biết bạn đúng hay sai, nhưng mà cái giây phút bạn mở mồm lăng mạ và xúc phạm người khác thay vì tấn công một quan điểm của họ bằng lý lẽ á, thì bạn là người thua cuộc. Ok, thôi hôm nay nó vậy thôi. Mong là sau cái coi vlog này các bạn sẽ có được một sự lịch sự và tôn trọng nhất định khi phê bình người khác. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại vào tuần sau. Làm tay cách. Ông ơi, vậy cuối cùng á là cô giáo Thảo dạy ở trường nào? Tất cả các trường. Hết video rồi. Nếu như bạn coi đến đây thì bạn quả thật là một người anh em tốt của mình. Và nếu ủng hộ mình thì hãy coi các video tiếp theo cũng như subscribe cho mình nha. Bây giờ thì bi bo.